Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vừa được diễn ra tại Hà Nội đã quy tụ hơn 200 thương hiệu công nghiệp hàng đầu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam VME 2017, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã mang đến những công nghệ tiên tiến, thông minh, mang tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực đo lường và lắp ráp tự động hóa. Đây được xem là một phần quan trọng của công nghiệp 4.0. Để đáp ứng nhu cầu cao về kỹ thuật hàn và chế tạo, tại triển lãm đã diễn ra cuộc thi tay nghề thợ hàn nhằm nâng cấp cải thiện kỹ năng tay nghề và giúp các nhà sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên lề triển lãm còn diễn ra các hoạt động, chương trình hội thảo cập nhật kiến thức và kết nối kinh doanh hướng tới ngành công nghiệp sản xuất 4.0.